Sau nhiều ngày xét xử và nghị án kéo dài, chiều ngày 29 tháng 4, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án với cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cùng các đồng phạm trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại Bộ Công Thương và thành phố Hồ Chí Minh. Theo nhận định của Hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo Vũ Huy Hoàng và Phan Chí Dũng là những người giữ vị trí quan trọng của ngành công thương, nhưng các bị cáo đã thực hiện hành vi sai phạm nghiêm trọng trong thời gian dài. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định tuyên phạt nhóm bị cáo phạm tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, gồm Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương, lĩnh án 11 năm tù; Phan Chí Dũng, cựu Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ Bộ Công Thương, lĩnh án 9 năm tù. Với nhóm bị cáo phạm tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai, gồm các bị cáo Nguyễn Hữu Tín, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, lĩnh án 6 năm 6 tháng tù; Lâm Nguyên Khôi, cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, lĩnh án 4 năm 6 tháng tù; Đào Anh Kiệt, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, lĩnh án 5 năm tù; Lê Văn Thành, cựu Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, lĩnh án 4 năm tù; Lê Quang Minh, cựu Trưởng phòng Phát triển Hạ tầng Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, lĩnh án 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thanh Trương, cựu Trưởng phòng Đô thị Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, lĩnh án 3 năm tù; Trương Văn Út, cựu Phó Trưởng phòng Quản lý đất Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, lĩnh án 3 năm tù; Nguyễn Lan Châu, cựu chuyên viên Phòng Quản lý đất Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, lĩnh án 30 tháng tù, nhưng cho bị cáo này được hưởng án treo. Về dân sự, giao lại thửa đất số 2462 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan. Đối với nguyên thứ trưởng Nguyễn Nam Hải, Hội đồng xét xử cho rằng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, kiến nghị cơ quan điều tra xem xét, nếu thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật.